Ngày 22 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh Nhàn, 32 tuổi, trú tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, anh Trần Minh Thái, 16 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ, điều khiển xe máy hiệu Novo lưu thông từ xã Lộc An về thị trấn Phước Hải khi đến một giao lộ thuộc ấp tân hội xã phước hội huyện đất đỏ thì xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô do nhàn điều khiển làm cả hai xe ngã xuống đường sau khi va chạm thấy nhàn cầm trên tay một con dao thái lan nên thái bỏ chạy nhưng đã bị nhàn đuổi theo dùng dao chém một nhát vào tay trước hành vi côn đồ của đối tượng nhàn anh thái tiếp tục vào một con hẻm gần đó để trốn không đuổi kịp nạn nhân để đánh đối tượng giang quay lại vị trí chiếc xe mô tô của thái thì thấy xăng từ chiếc xe máy này chảy ra đường đối tượng này liền châm lửa đốt làm chiếc xe của anh thái cháy rụi quá trình làm việc với cơ quan công an đối tượng giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội được biết giang là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm thường xuyên bỏ nhà tụ tập với các cầu nghiện